Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị hợp tác phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2021 với chủ đề Du lịch Quảng Trị liên kết khai thác giá trị tiềm năng. Tham dự hội nghị về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Trung Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Về phía tỉnh Quảng Trị có đồng chí Phó Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Quang Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hồ Đại Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh. Tham dự hội nghị còn có sự có mặt của lãnh đạo các tỉnh miền Trung, đại diện các doanh nghiệp du lịch và các nhà đầu tư lĩnh vực du lịch trong và ngoài tỉnh. Hội nghị hợp tác phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2021 với chủ đề Du lịch Quảng Trị liên kết khai thác giá trị tiềm năng. Gần 150 đại biểu là lãnh đạo các tỉnh miền Trung, đại diện các sở văn hóa thể thao và du lịch, sở du lịch, trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch, trung tâm thông tin xúc tiến du lịch các tỉnh, thành phố Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, các doanh nghiệp, nhà đầu tư du lịch trong và ngoài tỉnh đã cùng nhau thảo luận, trao đổi các giải pháp phát triển sản phẩm du lịch Quảng Trị, các cơ hội phát triển du lịch trong giai đoạn bình thường mới, đặc biệt là các giải pháp cụ thể trong thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế. Từ đó đã có nhiều giải pháp hay và hiệu quả để phát triển các sản phẩm du lịch riêng có của Quảng Trị. Cái bước đầu tiên quan trọng nhất là tỉnh Quảng Trị nên có một cái chiến lược triển khai kêu gọi đầu tư một cách rất là phù hợp cho các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp mà phù hợp với cái xu hướng. Cái thứ hai nữa là cái việc phát triển lữ hành là cực kỳ quan trọng, phát triển loạt các cái công ty lữ hành hoặc các công ty thực sự ưu tú để có thể kết hợp các cái trải nghiệm lại thành những cái sản phẩm đóng gói lại với cả khu vực và vùng, để làm sao để kết nối trở thành một cái hệ thống đồng bộ để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp lữ hành xây dựng các cái sản phẩm, các cái tour tuyến hấp dẫn cho khách du lịch, và đặc biệt không chỉ là kết nối trong tỉnh Quảng Trị mà là kết nối với các địa phương khác trong vùng, và đặc biệt là phát huy cái việc kết nối trên cái tuyến hành lang Đông Tây với nước bạn Lào, Thái Lan để hình thành cái chương trình du lịch liên kết quốc gia. Việc giới thiệu, thảo luận, phát hiện các tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển du lịch của tỉnh Quảng Trị trong mối quan hệ với sự phát triển du lịch của vùng từ hội nghị sẽ tạo sự lan tỏa, thu hút khách du lịch đến với Quảng Trị, tạo cơ hội để các doanh nghiệp kinh doanh du lịch gặp gỡ, trao đổi hợp tác, để Quảng Trị sẽ có những khởi sắc mới, phát triển tương xứng với những lợi thế tài nguyên đa dạng và độc đáo của mình. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị trân trọng những ý kiến tham luận thẳng thắn, đầy tính xây dựng mà các đại biểu đã chia sẻ trong hội nghị. Những ý kiến này sẽ được lãnh đạo tỉnh tiếp thu và cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ giải pháp phù hợp để phát triển du lịch trong thời gian tới. Để Quảng Trị có thể phát triển du lịch mạnh mẽ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trình chính phủ cho Quảng Trị cấp phép cho xe ô tô cá nhân, xe khách vận chuyển khách du lịch có tay lái bên phải của Thái Lan, trước mắt là ở tỉnh Mục Đa Hẳn, các tỉnh Đông Bắc Thái Lan vào tham quan các khu điểm du lịch trên địa bàn Quảng Trị nhằm kích cầu tuyến du lịch hành lang kinh tế Đông Tây. Quảng Trị cũng đang tích cực xúc tiến quy hoạch chung của tỉnh, trong đó có quy hoạch du lịch để thu hút thêm các nhà đầu tư, tạo điều kiện về cơ sở phát triển du lịch. Đặc biệt là tỉnh Quảng Trị trong thời gian vừa qua đã kêu gọi làm việc với các tập đoàn tư vấn về phát triển kinh tế xã hội và về phát triển du lịch của trong và ngoài nước để chúng ta có một định hướng chiến lược về phát triển kinh tế cũng như trong đó phát triển về du lịch. Chúng tôi xem đây là một trong những cái nhiệm vụ cũng như những giải pháp quan trọng. Trong khuôn khổ của Hội nghị Hợp tác Phát triển Du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT đã trao 3 tỷ đồng nhằm đồng hành hỗ trợ cho việc phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới. Các doanh nghiệp du lịch lữ hành tỉnh Quảng Trị đã ký kết biên bản hợp tác với Tổng công ty Việt Travel, Câu lạc bộ Lữ hành Jumeco Hà Nội về hỗ trợ xúc tiến quảng bá sản phẩm dịch vụ du lịch Quảng Trị đến với khách hàng trong và ngoài nước, phối hợp xây dựng kế hoạch cụ thể khai thác các dịch vụ du lịch từ Hà Nội đến Quảng Trị.